Xin chào anh em thân mến của Mr. Sway. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ để có thể tiếp tục gián tiếp cai trị Việt Nam, Mỹ tiếp tục lựa chọn một chính quyền bù nhìn khác lên thay thế. Nhưng rõ ràng với sự sụp đổ của Diệm, Việt Nam Cộng Hòa đã dần cho thấy sự bất ổn trước nay chưa từng có, từ những mâu thuẫn tôn giáo cho tới cách xã hội vận hành, nên chính trị cũng lung lay với hàng loạt vụ đảo chính trong giới cầm quyền. Tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn khi Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền. Thậm chí mối thâm thù của hai vị chính khách còn khiến cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa chìm sâu thêm vào nội loạn. Vậy rốt cục nguồn cơn cho mối thù không đội trời chung của họ đến từ đâu? Và cuộc đấu đá giữa hai vị tướng đã khiến thế cục miền Nam xoay chuyển thế nào? Mời anh em sẽ cùng Mr. Sway đi tìm hiểu qua video này. Cuộc đảo chính sát hại anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu ngày 1 tháng 11 năm 1963 rốt cuộc lại đẩy chính trường Sài Gòn vào một vòng xoáy quần ngư tranh thực mới giữa các viên tướng nhiều tham vọng. Chính vì thế nên trong hơn 3 năm đã liên tục xảy ra những cuộc thanh trừng, chỉnh lý lẫn nhau giữa những kẻ đã chung tay xóa bỏ chế độ gia đình trị của họ Ngô. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ là hai trong số những người nhận được nhiều lợi lộc nhất nhờ tham gia vào cuộc đảo chính năm 1963. Nhưng nếu xét riêng về may mắn thì Thiệu lại hơn Kỳ một bước khi móc nối được với những ông to có đường tắt để đi lên. Từ ghế đại tá, ngay trong ngày 2 tháng 11 năm 1963, Nguyễn Văn Thiệu đã được nhảy lên cấp thiếu tướng và là người đầu tiên trong đội ngũ quân nhân đảo chính được hưởng sủng lộc này với sự hỗ trợ đặc biệt của tướng Trần Thiện Khiêm, một trong những nhân vật trụ cột trong nhóm lãnh đạo đảo chính, mà theo nhiều nguồn tin, Trần Thiện Khiêm khi đó đã là một tay sai vô điều kiện của CIA. Cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Trần Thiện Khiêm, mà tới tháng 2 năm 1964, khi nhóm tướng lĩnh chóp bu của quân đội Sài Gòn tiến hành chỉnh lý, Nguyễn Văn Thiệu đã được đưa vào chức tham mưu trưởng liên quân, rồi ông ta được đưa đi làm tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật từ tháng 9 năm 1964 đến tháng 1 năm 1965. Trên cương vị đó, Nguyễn Văn Thiệu đã lặng lẽ tọa sơn quan hổ đấu để đợi thời cơ. Có thể nói chính ở thời điểm đó, Nguyễn Văn Thiệu đã bộc lộ được sự khôn ngoan không tầm thường của mình, để mặc dù tham gia cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 chỉ ở vai trò chiến thuật, nhưng rốt cuộc trong một thời gian ngắn đã leo lên được vị trí hàng đầu trong bộ máy quyền lực ở Sài Gòn nhờ biết nhẫn nại, náu mình đợi thời cơ để đòi hỏi cái giá hời nhất cho mọi sự dính líu của ông ta. Và thời cơ đó đã tới vào ngày 18 tháng 1 năm 1965. Như một dư chấn sau âm mưu khủng bố bất thành của một nhóm tướng lĩnh và chính phủ của Thủ tướng Trần Văn Hương, do yếu thế đã buộc phải cải tổ lại để chia thêm 4 ghế cho những nhân vật quân sự là những người đã bày tỏ sự ủng hộ tướng Nguyễn Khánh khá rõ rệt. Đó là Nguyễn Văn Thiệu giữ chức đệ nhị phó thủ tướng, Trần Văn Minh, tức Minh Nhỏ, làm tổng trưởng quân lực, Linh Quang Viên ngồi vào ghế tổng trưởng tâm lý chiến và Nguyễn Cao Kỳ, tổng trưởng thanh niên thể thao. Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Văn Thiệu xuất hiện ở Sài Gòn với tư cách một chính trị gia, chứ không chỉ như một viên tướng trận thuần túy. Tiếp theo, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Nguyễn Văn Thiệu trở thành kẻ đứng đầu chế độ Sài Gòn qua chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Hơn 2 năm sau, qua nhiều cuộc đấu đá quyết liệt và hiểm độc, thậm chí phải qua cả trò tranh cử giả hiệu dưới sự lũng đoạn của những đồng USD do Mỹ đổ vào. Ngày 31 tháng 10 năm 1967, Nguyễn Văn Thiệu đã leo lên được cái ghế tổng thống và ông ta đã to tiếng tuyên bố thành lập cái gọi là nền đệ nhị Cộng hòa ở Sài Gòn. Nghe thì rất kêu, nhưng chế độ mà Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu ngày càng phụ thuộc vào Washington, thậm chí còn hơn cả thời Ngô Đình Diệm. Nhưng từ ngày mới bước chân vào đấu trường chính trị, Thiệu đã không được lòng Nguyễn Cao Kỳ. Hai người liên tục đấu đá, cạnh khóe nhau trên mọi mặt trận và chỉ thực sự hàn gắn ngắn hạn vào năm 1967 khi cùng hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa năm đó. Cuộc bầu cử có ý nghĩa đối với tính chính danh chính trị của chính nhà nước Nam Việt Nam, điều có vai trò cốt yếu trong việc lật ngược tình thế trong cuộc đấu tranh kéo dài chống lại lực lượng Cộng sản. Nhỏ hơn đối thủ của mình 7 tuổi, nhưng năm 1967, dù chỉ mới 37 tuổi, Nguyễn Cao Kỳ đã nắm giữ chức vụ Thủ tướng quyền lực. Là một trong những sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng không quân quốc gia do Pháp tài trợ, Kỳ đã được thăng cấp nhanh chóng sau cuộc chiến cùng người Pháp chống lại quân đội của Hồ Chí Minh trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954. Đến năm 1964, Kỳ là tư lệnh lực lượng không quân, vị trí cho phép ông ta chủ mưu nhiều âm mưu đảo chính quân sự sau đó. Ngoài những điểm chung trong cuộc đời minh nghiệp, Thiệu và Kỳ hầu như hoàn toàn khác biệt. Sắc láo, màu mè, bốc đồng, Kỳ để tóc theo kiểu một tên giang hồ, khoác lên mình một khăn hàng hiệu màu tím và cặp kính hàng không, kè kè bên mình bà vợ hai, vốn là một tiếp viên hàng không với phong cách loè loẹt và sở thích giải phẫu thẩm mỹ. Kỳ thường được biết đến như là một tư lệnh táo bạo, liều lĩnh với niềm đam mê cờ bạc và đá gà. Để mà nói ở cái đất Sài Thành năm đó, hiếm có ai ăn chơi bằng Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta mà mê cờ thứ hai thì đá gà chắc chắn là số 1. Người này chẳng ngại bỏ họp để bay trăm cây số đi làm trận đấu gà ở miền xuôi. Cách chơi đá gà của tướng Kỳ thể hiện đẳng cấp của một nhà tài phiệt, chẳng giống một ai. Thậm chí để phục vụ đam mê, ông Kỳ còn mở hẳn trung tâm huấn luyện đá gà
với các cố vấn, quân sư số 1 đào tạo đá gà chuyên nghiệp. Với tính cách táo bạo, gần như Kỳ chẳng án một ai. Ông không sợ khiến quan trên mất lòng, cũng chẳng để tâm đến bọn kẻ dưới thích nói xéo sau lưng. Nếu sinh vào thời nay thì có lẽ Nguyễn Cao Kỳ chính là một dân chơi thứ thiệt. Thời làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương từ năm 1965 đến năm 1967, chức vụ tương đương với Thủ tướng trong chế độ đại nghị, tướng Kỳ cho xử bắn một thương gia gốc Hoa vì đầu cơ tích trữ gạo. Ông còn đem súng ra hù dọa bắn bỏ nhiều người khác, dù đó là một linh mục công giáo, thượng tọa Phật giáo, một tướng thủy quân lục chiến Mỹ hay là một bộ trưởng. Với nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là không quân, tướng Kỳ được quý mến vì trực tính, trong sạch và đối xử tốt với thuộc cấp. Với các cố vấn Mỹ đến giúp miền Nam, ông chứng tỏ mình không phải là một người dễ bảo và việc Mỹ ảnh hưởng sâu vào nội bộ chính trị miền Nam làm ông bực mình không ít. Thế nhưng ngược với Kỳ, Thiệu luôn thận trọng và sống khép kín, xây dựng hình ảnh bản thân là một người đàn ông chuẩn mực của gia đình với sở thích khiêm tốn. Ông tránh xa ánh đèn sân khấu, thích đứng sau hậu trường, vạch ra các kế hoạch của mình. Nhưng sự ganh đua giữa Thiệu và Kỳ vượt xa ngoài khác biệt đó. Không chỉ xung đột về tính cách, mối thâm thù Thiệu, Kỳ đại diện cho và làm trầm trọng hơn các mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội, ngay cả khi quốc gia lún sâu hơn vào chiến tranh. Nhìn qua, phần lớn người sẽ có thiện cảm với Thiệu hơn là Kỳ, bởi đâu ai thích những kẻ nổi loạn, đi ngược lại phần đông và sống vô phép tắc. Nhưng thực tế lại ngược lại, chính tính cách hướng ngoại và bốc đồng của Kỳ lại tạo cho ông ta một vòng tròn quan hệ với những kẻ cùng cấp, chung sở thích, đặc biệt là những người đồng hương tới từ miền Bắc mà hầu hết trong số họ là dân công giáo, đồng thời cũng là những người chống cộng kịch liệt đi vào Nam sau khi hai miền chia cắt năm 1954. Nhưng cũng chính vì kiêu căng và thích bám lấy viện trợ Mỹ đã khiến Kỳ bị xem là kẻ đầu cơ chính trị trong mắt những người bảo thủ miền Nam. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Văn Thiệu lại trở thành một hình mẫu về con người đầy trách nhiệm, chỉn chu, gần như là trái ngược hoàn toàn với Nguyễn Cao Kỳ. Tuy vậy thì đứng ở làn danh tín ngưỡng, Thiệu lại chẳng được lòng ai, kể cả phe Phật giáo đang chiếm đa số hay phe công giáo mới xuất hiện. Vốn xuất thân từ một thị trấn nhỏ miền Trung nên gia cảnh của Thiệu cũng khiến ông ta không nhận được quá nhiều sự ủng hộ của người dân. Phần lớn người ủng hộ Thiệu là bởi vì họ ghét Kỳ chứ không phải là vì sự tôn kính. Chính vì thế mà mối thâm thù này đã thâm nhập vào khắp giới chính trị Nam Việt Nam vào giữa những năm 1960, với việc bộ máy quân sự và dân sự chia rẽ nội bộ và các bác sĩ hay quan chức bị ép phải tuyên bố trung thành với chỉ một bên. Đại sứ Nam Việt Nam tại Mỹ tuyên bố là người của Kỳ, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, Đô trưởng Sài Gòn và nhiều người khác. Không để bị lép vế, nhóm của Thiệu tuyên bố hai trong số 4 tư lệnh vùng và tham mưu trưởng quân đội đứng về phía họ. Sau hậu trường, các phe phái từ cả hai nhóm đều bận rộn với các âm mưu, thủ đoạn, giành lấy các chức vụ trong một môi trường mà các cáo buộc và việc đâm sau lưng trở nên phổ biến. Chẳng hạn, cựu tư lệnh đồng bằng sông Cửu Long, người được Thiệu đỡ đầu, tùy vào người được hỏi, có thể là một kẻ cướp buôn lậu heroin khét tiếng, hoặc là một con người chân thành bị bôi xấu bởi những đối thủ vô liêm sỉ của người bảo trợ ông. Sau cái chết của Diệm, CIA cũng dần chuyển sự chú ý tới hai cái tên đang thâu tóm quyền lực tại Sài Gòn. Nghĩa là vào tháng 6 năm 1965, các tướng trẻ giải tán chính phủ dân sự và thành lập Hội đồng lãnh đạo quốc gia do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, tương đương với tổng thống, và tướng Kỳ giữ chức chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức thủ tướng. Năm ngày sau đó, 1.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đã tới Đà Nẵng, nâng tổng số quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam lên 23.000 người. Dưới chế độ Diệm, tổng số quân Mỹ tại đó là 17.000. Ngay cả chi nhánh CIA ở đây cũng chưa hiểu gì nhiều lắm về Nguyễn Văn Thiệu. Theo CIA, rất khó phán đoán Thiệu vì ông ta kín đáo và trong thành phần phụ tá cận kề của ông, ít có người giao tiếp với CIA. Nhận định chung của cơ quan tình báo này về Nguyễn Văn Thiệu là một viên tướng kín tiếng, thận trọng và đa nghi trên cả mức hoang tưởng. Trái lại, Kỳ rất dễ biết vì có nhiều nhân sự thân cận Kỳ có quan hệ với CIA. Theo CIA, Kỳ là một phi công giỏi, có khả năng lôi kéo người khác nhưng không có kinh nghiệm hành chính và thích làm chuyện giật gân nguy hiểm. Một nguồn tin nói rằng sau khi bị ông Diệm tạm giữ một thời gian do vụ hai phi công thuộc không quân ném bom Dinh Độc Lập ngày 2 tháng 1 năm 1962, ông Kỳ nói ông thích những vụ ném bom như vậy vì tính gay cấn của nó chứ không phải vì chính trị. Ông Kỳ đưa ra một chương trình chiến tranh 26 điểm, nhưng tình hình chiến tranh không thấy xoay chuyển. Lúc này Mỹ có 50.000 quân tại Việt Nam và từ tháng 5 năm 1965, Tổng thống Johnson cho phép quân đội Mỹ đánh trực diện với quân đội Bắc Việt. Ngày 21 tháng 6, George Jensen gặp Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ thuyết trình cho Kỳ biết chương trình tình báo và sự tiến triển của chương trình Bình Định. Nhân dịp này, Kỳ yêu cầu CIA thông báo kịp thời cho ông nếu có âm mưu đảo chính. Đến năm 1967, năm trọng yếu trong nền chính trị Nam Việt Nam, cuộc đấu cuối cùng tiến đến giai đoạn khủng hoảng. Hơn 12 tháng qua đã chứng kiến các cuộc đấu đá quân sự mới giữa người miền Bắc và người miền Nam và cuộc nổi dậy lần thứ hai của Phật giáo khiến chính quyền phải mất nhiều tuần liền chiến đấu trên các con phố ở miền Trung để phục hồi quyền kiểm soát của nhà nước.
đối mặt với các đòi hỏi cải tổ từ trong nước và Washington, cuối cùng quân đội đã chấp nhận một hiến pháp mới, bầu cử tổng thống và khôi phục quốc hội. Dù nhằm để hợp pháp hóa hơn là hất cẳng sự cai trị của quân đội, điều vốn được Nhà Trắng xem là lợi ích thiết yếu của Mỹ, những cuộc bầu cử năm 1967 đã đánh thức lực lượng dân sự đối lập vốn lâu nay đã bị trấn áp. Gần như không có ai tin rằng cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trung thực, và quả thực nó đã diễn ra như những gì được dự đoán. Đây là cuộc đối đầu giữa Thiệu và Kỳ, dù Sài Gòn khi đó đã thành một mớ bòng bong nhưng lại khá tự do về báo chí. Thông qua đó mà cuộc bầu cử tổng thống ban đầu đã trở thành nơi cho các tin đồn chính trị bay ngập trời. Trong khi Kỳ đã sớm bắt tay với CIA và giữ trong tay thế chủ động từ nhiều tháng trước khi chiến dịch tranh cử bắt đầu, việc này bao gồm các hình thức như đe dọa, kiểm duyệt báo chí, quấy rối có chủ đích và điều chuyển những người ủng hộ các đối thủ của mình đến các khu vực do Cộng sản kiểm soát. Ngoài ra, Kỳ cũng bảo trợ cho các nhân vật chủ chốt của các tôn giáo và sắc tộc để đổi lại việc họ sẽ cử người đến các điểm bỏ phiếu ủng hộ ông ta. Nhìn đây không khác gì một hành vi ăn gian trắng trợn. Giận dữ về tính hai mặt của đối thủ, Thiệu đã lên án Kỳ mạnh mẽ trong một cuộc trao đổi với đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker. Thậm chí Nguyễn Văn Thiệu còn đe dọa Bộ Ngoại giao Mỹ rằng hành vi đó của Kỳ sẽ có thể tạo ra một cuộc đảo chính nếu công chúng mất niềm tin vào tiến trình bầu cử. Dường như với nhiều toan tính và thủ đoạn, Thiệu đang tìm đủ mọi cách để loại bỏ các đối thủ tiềm năng, kể cả Nguyễn Cao Kỳ. Cuối cùng, khi thời hạn chót để gửi hồ sơ ứng viên đến gần, giới chóp bu quân sự Nam Việt Nam quyết định đối mặt với bế tắc này, yêu cầu sắp xếp một cuộc họp bí mật để giải tỏa tình thế. Dù không nói rõ nội dung chi tiết những điều đã xảy ra trong cuộc họp, nhưng sau buổi hội đàm, Nguyễn Cao Kỳ đã chấp nhận nhường bước ngồi vào ghế phó tổng thống. Và rồi năm 1967, với sự ủng hộ tối đa và hậu thuẫn của Mỹ, cùng với lực lượng rối rắm của Đảng Dân chủ do chính Thiệu lập ra, Nguyễn Văn Thiệu chính thức giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, dù chỉ nhận được 38% số phiếu ủng hộ. Và ông ta đã to tiếng tuyên bố thành lập cái gọi là nền đệ nhị Cộng hòa ở Sài Gòn. Nghe thì rất kêu, nhưng chế độ mà Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu càng ngày càng phụ thuộc vào Washington, thậm chí còn hơn cả thời Ngô Đình Diệm. Đây cũng là một chế độ mà các tệ nạn như nhận xét của những người đương thời, hối mại quyền thế, tham nhũng, thối nát, chấn lột tiền bạc, bao che và thông đồng trong các dịch vụ buôn lậu ma túy, vàng, đầu cơ phân bón, đầu cơ gạo, hoành hành tột độ. Cũng chính từ khi Nguyễn Văn Thiệu lên ngồi ở vị trí chèo lái con thuyền hậu đệ nhất Cộng hòa ở Sài Gòn, sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của người Việt Nam càng trở nên rõ rệt và trắng trợn hơn. Càng tham quyền lợi cá nhân, Nguyễn Văn Thiệu càng làm suy yếu đi những giường mối xã hội bình thường ở Sài Gòn. Trong bàn tay lèo lái của Nguyễn Văn Thiệu, mọi khái niệm dân chủ đều bị biến thành giả hiệu. Dù thua trong trận chiến đoạt quyền, nhưng rõ ràng Kỳ vẫn duy trì được sự ủng hộ trong giới quan chức quân đội chóp bu và sự quý mến trong hàng ngũ binh lính cao cấp hơn hẳn Thiệu. Chính vì thế mà dù đã ngồi được vào ghế tổng thống, nhưng Thiệu vẫn luôn lo sợ về một cuộc đảo chính mới sẽ hất cẳng ông ta ra khỏi giới chính khách. Bởi vậy nên Thiệu luôn tìm cách lấy lòng người Mỹ, ủng hộ các hiến pháp mà chúng đưa ra, kéo gần mối quan hệ với Nhà Trắng. Mặt khác, Thiệu cũng tập hợp được một nhóm người ủng hộ ông ta bằng cách đánh vào lòng tham hoặc các lợi ích về quyền lực. Sau đó, lợi dụng chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 của Cộng sản vào tháng 2 năm 1968, Thiệu có cớ để thay thế các tay chân thân cận của Kỳ trong quân đội. Tại sân bay, hải quan và các hãng tàu, các vị trí cốt yếu trong các đường dây buôn lậu vàng và thuốc phiện của cả hai phe. Qua đó có thể thấy được thủ đoạn của Thiệu. Ai cũng phải công nhận, trong đội ngũ những nhân vật một thời làm mưa làm gió trên chính trường Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu là kẻ đa mưu và bản lĩnh vào loại hàng đầu. Thế nhưng rõ ràng Kỳ cũng chẳng phải là người dễ xơi để mặc cho Thiệu nhào nặn. Ông ta cũng là một con rắn độc đang ẩn nấp để chờ đợi cơ hội phản công. Và cơ hội đó đã tới vào một ngày tháng 6, một tàu pháo Mỹ có trực thăng tuần tra khu vực phố tàu ở Sài Gòn bắn nhầm một quả tên lửa. Sự cố đã khiến em rể của Kỳ chết cháy. Các chỉ huy cảnh sát của Sài Gòn và Chợ Lớn cùng 4 quan chức cảnh sát cấp cao khác, tất cả đều là những mắt xích quan trọng trong các mạng lưới ngầm và chính trị của Kỳ. Vụ tấn công gây phản ứng mạnh chống lại việc xả đạn tùy tiện của người Mỹ và biến Thiệu thành người của Mỹ trong mắt của những người Việt Nam vốn thích thuyết âm mưu. Nguyễn Cao Kỳ nhân cơ hội thực hiện một loạt chiến dịch tố cáo tấn công chính trị bộ máy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, cáo buộc ông Thiệu lãnh đạo yếu kém và thờ ơ với nạn tham nhũng và sự băng hoại xã hội, mở nhiều cuộc họp với giới báo chí để lên án Thiệu thân giàu, ghét nghèo, không bảo vệ được quyền lợi cho dân nghèo. Các chiêu trò mị dân đó của Kỳ rất phong phú vì chính Kỳ không lạ gì với các thủ đoạn chính trị. Chính những động thái đó đã khiến cho Thiệu ngày càng lún sâu và nghi ngờ về một cuộc đảo chính do chính Kỳ cầm đầu. Nhất là vào tháng 10 năm 1968, một tờ báo Công giáo cho ra lò một bài viết về tiên đoán của một ông thầy bói nổi tiếng, cảnh báo rằng một cuộc đảo chính sẽ xảy ra vào cuối tháng. Vốn đã đa nghi, nay lại có thêm mồi lửa. Thiệu sợ hãi vì ý nghĩ rằng Kỳ đã bắt tay với dân Công giáo để lật đổ mình. Ông ta điên cuồng đặt chế độ quân đội vào tình trạng báo động cao trong nhiều tháng, thậm chí còn bắt giữ các chủ báo và tu sĩ hàng đầu của phe Công giáo và đe dọa đóng cửa các tờ báo nếu họ dám tiết lộ phản ứng lố bịch đó của ông ta.
Rõ ràng, do từng trực tiếp tiến hành các cuộc đảo chính trong suốt thời kỳ hỗn loạn sau khi Diệm bị ám sát, sự nhạy cảm của Thiệu có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng các phản ứng quá mức lại gây hại cho cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai năm 1971, đã chấm dứt việc thử nghiệm hiến pháp tại Nam Việt Nam, khiến Thiệu và nền dân chủ Nam Việt Nam mất uy tín không thể cứu vãn nổi. Sự ám ảnh quá đà về Nguyễn Cao Kỳ, Thiệu lợi dụng việc kiểm soát tòa án tối cao và quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử ngoại trừ việc cấm cản sự tham gia của Kỳ. Ngoài ra, văn phòng của Thiệu còn gửi thư hướng dẫn gian lận bầu cử đến các tư lệnh quân đội các tỉnh, khiến một quan chức phải ca thán rằng Thiệu đã viết ra những điều chỉ nên truyền miệng. Nước đi lén lút lại chẳng hề thông minh đã khiến thủ đoạn của Thiệu nhanh chóng bị bại lộ. Cả Kỳ và cựu tướng Dương Văn Minh đều đã rút tư cách ứng cử viên để phản đối. Nhưng với một bộ não không được minh mẫn khi đó, Thiệu không hề nhận ra sai lầm của nước cờ mà mình đang đi. Ông ta tiếp tục khiến giới chính khách và cả quan sát viên người Mỹ phải sốc tận óc khi tiến hành một cuộc tranh cử không có đối thủ, tự mình định hình cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu. Dân ý về sự cai trị của ông ta. Và nghiễm nhiên Thiệu thắng, dù số phiếu bầu chỉ là 38%. Sau khi thắng cử, Thiệu sử dụng chiến dịch xuân hè năm 1972 của Cộng sản làm cái cớ để áp dụng các chính sách hạn chế khắc nghiệt lên các đảng phái chính trị và truyền thông độc lập. Sự kiện năm 1971 cũng phản ánh thất bại của Nam Việt Nam trong việc vượt ra khỏi nền chính trị ô dù và của những nhân vật lớn. Đặc biệt, các cải tổ năm 1967 đã cung cấp một mô hình quản trị mới, trong đó thẩm quyền không bắt buộc từ vũ lực mà từ sự chính danh trong mắt cử tri. Đây là nơi các đảng đối địch nhau giải quyết các tranh luận một cách ôn hòa hơn là lệ thuộc với số phận của những lãnh đạo mạnh. Thay vì kiềm chế các tướng lĩnh bằng luật lệ, các cuộc bầu cử 1967 và 1971 lại bị lu mờ bởi mối thù hằn Thiệu Kỳ, một nhân tố không nhỏ góp phần vào thất bại chết người của chính quyền quân sự trong việc giành được tính chính danh về chính trị trong mắt công chúng. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Mr. Sway nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.